Tuổi còn trẻ thế mà đã chống nạn. Dư Tiểu Lộ gọi điện đến. Tự tôi lên đó là được rồi, chị không cần xuống đây. Cột đầu tiên từ bên trái hướng vào trong, hàng thứ hai từ trên xuống. Tôi biết rồi. Là anh ấy. Thì ra là một người mù. Đôi mắt của anh ấy thật đẹp. Cho hỏi có cần giúp gì không? Không cần, cảm ơn. Cột đầu tiên từ bên trái hướng vào trong, hàng thứ hai từ trên xuống. Đúng là giống như tên trộm mà. Mau về đi, lão Triệu nói trước khi kết thúc mà không xuất hiện thì mất luôn học phần. Cậu mau lên nhé. Đã đến tầng 7. Thật sự không muốn đi chút nào. iQIYI, strange name, amazing shows.